Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo Sinh Nhân TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới này các bạn ơi. Thì tuần tới là mình sắp thi rồi, cho nên các bạn sẽ thấy mình rất là ít ra video luôn. Thì bây giờ mình sẽ tranh thủ những lúc rảnh thì mình sẽ quay video và mình ra cho các bạn coi nha. Thì hiện tại á, là nhà phát hành chưa có ra mấy cái mã code mới, cho nên là mình chưa có để cái mã code để cho các bạn nhập được. Cho nên là bây giờ là mình sẽ tặng quà cho các bạn nha. Thì mình sẽ tặng quà ở cuối clip. Còn cái clip này thì mình sẽ bắt đầu chơi game và chỉ cho các bạn những mẹo mà có thể mà giành được top 1 nha. Thì dòng đầu tiên đó chính là đua xe tốc độ. Thì cái map này chơi rất là dễ luôn nè các bạn. Thì đầu tiên đó chính là các bạn sẽ quẹo qua cái hướng này giúp mình nha. Ôi mạng nó hơi lắc mọi người. Mọi người sẽ đứng ở chỗ cái vạch này nè, rồi mọi người nhảy theo cái vạch đó nha. Thì nó sẽ giúp cho các bạn chạy nhanh hơn. Đó, khúc này thì mình sẽ nhảy hai cái. Đấy, mình sẽ nhảy lên. Khúc này thì có đường tắt, các bạn chỉ cần nhảy qua, nhảy thêm một cái nữa rồi nhảy chéo qua đây nè. Rồi thì mình thấy mấy cái bạn mà chơi pro á hay chạy cái đường mà đi xuống đây thì nó kiểu như nó nhanh hơn á mọi người. Sau đó mình sẽ nhảy qua bên đây. Đó. Mình với bạn này đang tranh top nè mọi người. Rồi khúc này mình nhảy đi cho nó mèo. Ôi bạn kia bạn bị lọt hố rồi. Đấy, như vậy là mình đã được top 1 rồi nè mọi người. Rồi tiếp theo là cái map tìm lỗ. Thì cái map này nè thì các bạn chỉ cần đi qua đi lại. Nhưng mà cái map này kiểu như nó hên xui á mọi người, cho nên là lâu lâu hên thì mình được hạng 1, lâu lâu xui thì mình được hạng mười mấy. Kiểu như vậy đó mọi người. Thì đầu tiên là mình sẽ bắt đầu nhảy xuống dưới đây rồi mình kiểu như là đi vòng vòng á. Hoặc là các bạn sẽ đi theo mọi người nha. Tại vì cái map trong đây á, nó rất là nhiều người luôn, cho nên là các bạn nhớ là đi theo cái số đông nha. Để cho mà nó tìm lỗ được á thì mình đi, để cho nó dễ hơn. Chứ tìm một mình á là mình chạy không có lợi mọi người, thì mình sẽ bị thua đó. Đó, mình sẽ đi vòng vòng như thế này nè mọi người. Nhớ là đi mấy cái khe hở á, để cho nó tìm ra cái lỗ nhanh hơn. Rồi cái lỗ đâu mất tiêu rồi. Thôi cái lỗ kế bên mình luôn mà mình không thấy mọi người. Rồi ok các bạn ơi, tiếp theo là cái map đua vượt chướng ngại vật nè. Đây thì đầu tiên là mình sẽ đi qua cái hướng bên phía tay trái nha. Đó. Wifi của mình hơi bị yếu cho nên là các bạn thấy mọi người nó đi bị giật giật. Cái này các bạn chỉ cần kiểu như là qua một cái cục là mình sẽ nhảy lên một lần để cho nó làm cho mình nhanh hơn. Rồi tới cái khúc chính giữa này các bạn nhảy lên nha, không thôi là các bạn sẽ bị kẹt. Đó, các bạn sẽ đi đường thẳng như thế này giúp mình nha, để cho nó nhanh hơn. Tới đây thì nếu mà các bạn nào mà nhảy được qua cái khúc này á, thì các bạn đi qua bên kia nó nhanh hơn. Nhưng mà kiểu như là mình không có chớn á, cho nên là mình nhảy bị hụt. Đấy, khúc này chưa tới thì mình nhảy qua, nhảy lên nữa. Rồi tới mấy cái cục lên xuống này nè, thì các bạn chỉ cần nhảy lên giống mình như vậy nè. Để khi mà nó kiểu như nó ấy lên á, thì mình vẫn còn lên được nha. Rồi tới khúc này mình nhảy qua màu xanh, màu vàng rồi màu đỏ. Kiểu như mình thuận tay phải mọi người, cho nên mình nhảy qua phía tay phải. Như vậy là mình đã được hạng 1 rồi nè. Rồi tiếp theo là cái map đèn xanh đèn đỏ nè mọi người. Rồi ok các bạn ơi, tự nhiên mình không hiểu tại sao luôn, mình quay tới cái khúc đó tự nhiên nó tự tắt luôn á mọi người. Mình không bấm tắt luôn mà nó tự tắt, cho nên là bây giờ mình sẽ chơi lại để cho mọi người coi nè. Thì cái này là cái map búp bê, thì mình sẽ đi qua cái hướng bên đây nè. Tại vì nó có cái kiểu như là cái màu xám mà nó xám sáng á mọi người. Thì nó kiểu như có một cái đường thẳng á, thì các bạn đi theo. Kiểu như nó làm cho mọi người đi nhanh hơn á. Thay vì là mình đi ở phía chính giữa là mình ưa đi bị lạng quạng á, cho nên là chạy rất là chậm luôn. Đó thì mình sẽ đi theo một cái đường thẳng như vậy. Rồi tới khi nào mà nó tới lửa đỏ thì các bạn cho cái con nhân vật của mình nhảy lên và bấm vào một cái hành động bất kỳ để cho nó đỡ bị lắc hơn á mọi người.
Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình lại tiếp tục chơi một cái màn rất là mới luôn. Cái này không phải gọi là mới nữa mà kiểu như là lâu lâu nó mới xuất hiện cái màn này. Cái màn này là kiểu như là tô màu á. Cái màn này thì có lâu rồi nhưng mà thì hiếm lắm các bạn mới thấy nó. Thì đầu tiên là mình sẽ đi vào mấy cái ô này nè. Mình sẽ đi ngang ngang chéo chéo á, để cho nó tăng nhiều cái ô màu đỏ hơn nha. Đó, mấy bạn màu xanh chơi hay ghê luôn. Thì map này lâu lâu mới có cho nên là mình chơi nó hơi bị dở luôn á mọi người. Kiểu như cái map này nè, thì nếu như mà có 5 thành viên á thì chia đều cho mỗi 5 chỗ khác nhau thì mình nghĩ là nó sẽ ok hơn. Còn cái này là đi theo cùng nhau cho nên là nó bị lệch đó mọi người, bị lệch cái số á. Đấy, cái khúc này không có một người đỏ luôn, có một mình thôi cho nên là cái màu xanh nó lên rất là cao luôn á. Nó bên kia chết rồi. Mình tưởng đâu mình thua nhưng mà lại thắng nha. Rồi tiếp tục là cái vòng 3 là cái map đua xe tốc độ nè. Đó, các bạn mà thấy đua xe tốc độ là các bạn cứ nhảy cho mình nha. Đầu tiên là các bạn sẽ đi lên phía trên đây trước. Rồi sau đó mình nhảy một cái, mình nhảy thêm một cái nữa. Nhảy một cái bên đây. Tới cái khúc dài dài á, thì các bạn nhảy lên hai cái cho mình. Đó, khúc này thì các bạn nhảy lên hai cái cho mình. Rồi nhảy. Ôi, tự nhiên cái tay mình trơn mọi người. Nó bị đứng lại. Hôm sau mình sẽ đi đường tắt nè. Đó, khúc này mình nhảy lên một cái. Đó, nhảy lên một cái nữa. Rồi tới khúc này các bạn nhảy lên một cái cho mình. Đó. Như vậy là mình đã được hạng 1 nữa hơn nè mọi người. Rồi tiếp theo là cái vòng thứ tư nè. Cái vòng này thì các bạn chỉ cần đi qua đi lại hai cái thanh mà lên xuống để cho nó giữ các bạn thăng bằng á, thì nó sẽ ok nha. Còn mình thì mình sẽ đi qua cái phía bên kia. Thì hổm giờ mình chơi á, mình để ý á mọi người, kiểu như là mình để ý có mấy bạn mà kiểu như mình leo lên như thế này nè, có mấy bạn mà đi theo sau mà kiểu như là nó lợi gần gần mình á, thì các bạn nên né hoặc là đi qua chỗ khác nha. Tại vì các bạn biết nó làm cái gì không? Nó sẽ đẩy các bạn té xuống. Trời, hổm giờ mình chơi mình mới để ý á, hèn chi mà hổm giờ là mình chơi kiểu như mình chơi mình ưa bị té là kiểu như là có người kế mà sao đẩy mình á mà mình không biết á mọi người, không có để ý. Cho nên là bây giờ các bạn sẽ để ý là nếu như các bạn leo lên đó mà có một người mà kiểu như là đi gần gần lại bạn á, thì các bạn nên nhảy qua cái cục khác nha. Rồi đợi khi nào mà nó đi xuống à, thì các bạn hãy qua lại cái cục này. Tại vì làm như vậy á thì mình mới loại được mấy cái đối thủ mạnh mọi người. Rồi ok các bạn ơi, cái vòng cuối là cái vòng trò chơi con rồng nè. Cái vòng này cũng là đua xe tốc độ luôn. Đấy, thì đầu tiên là các bạn đi vào cái thanh màu tím đậm cho mình nha. Đó, các bạn cho nó chạy trước nha. Xong rồi nó sẽ rớt xuống và các bạn sẽ nhảy lên. Thì cái map này nè, đi theo cái thanh giống mình á, thì cái khúc này nè, các bạn có thể ăn gian được cái hằng mà đang chạy trước mình. Đó, mình đã vượt qua hai cái bạn kia đó mọi người. Đó, bấm nhảy miết cho mình cũng được nữa. Rồi ok các bạn ơi, thì chắc video clip của mình ở đây là kết thúc. Mà trước khi kết thúc thì mình sẽ tặng quà cho mấy bạn nha. Thì bây giờ là
Sắp tới á thì nếu như mà cái video này nè, các bạn nào mà comment mà được nhiều like nhất thì mình sẽ tặng quà nha. Sắp tới thì mình kiểu như là cũng có cái tổ chức một cái event nho nhỏ, cho nên là mình sẽ tặng quà bằng vàng cho các bạn nha. Cho nên là các bạn nhớ ủng hộ mình một cái là nhấn nút like, đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới, là các bạn là người xem đầu tiên. Nếu như video này mà kiểu như là đạt được nhiều người coi thì mình sẽ tặng qua hai món quà bằng vàng nha. Đấy, bây giờ mình sẽ tặng quà cho mấy cái bạn mà gửi tin nhắn cho mình nè. Đó, như vậy là mình đã tặng quà cho các bạn xong rồi đó nha. Tuy là bây giờ là mình chưa có vàng, cho nên là bây giờ mình sẽ tặng đổi cho mấy bạn mấy cái món quà tiền sao nè. Rồi sau tới thì mình sẽ tặng cho các bạn mấy cái món quà bằng vàng và bằng kim cương, cho nên là các bạn nhớ ủng hộ họ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Mình xin hẹn các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nha. Thì bây giờ mình sẽ bye bye và tạm biệt các bạn. Bye bye.